Chúng tôi rất nhớ Mbappe. Nếu cậu ấy ở đây, PSG đã không phải thua đau thế này. Bạn có nghe thấy những lời ai oán của cổ động viên gã nhà giàu nước Pháp không? Ở chảo lửa Allianz Arena, dàn xa PSG như ngộp thở bởi sức nóng, bị Bayern Munich quần thảo trong 90 phút với một thế trận trên cơ hoàn toàn. Khi mọi chuyện vốn đã khó khăn, báo thủ Ousmane Dembele, người anh cả trên hàng công sau khi Mbappe ra đi, lên tiếng theo một cách nghiệt ngã. Tấm thẻ đỏ của chiến thần khiến cho PSG chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Rất muốn tấn công để tìm bàn gỡ, nhưng lại chẳng thể làm gì được vì còn phải lo gia cố hàng thủ. Trong một ngày mà Harry Kane tịt ngòi, Bayern Munich vẫn giành trọn 3 điểm nhờ khoảnh khắc tỏa sáng bất ngờ của Kim Min-jae. Chiến thắng đưa Hùm Xám trở lại với cuộc đua ở vòng bảng, đồng thời nhấn chìm PSG xuống đáy cùng thất bại thứ 3 sau 5 lượt đấu. Vậy trận cầu tâm điểm dạng sáng nay diễn ra như thế nào? Tất cả điểm nhấn đáng chú ý sẽ có trong video ngày hôm nay. Hai ông vua một cõi chạm mặt nhau trong trận cầu tâm điểm và họ đã mang đến cho chúng ta hai đội hình gần như mạnh nhất. Harry Kane lĩnh sướng hàng công của Bayern, họng pháo vẫn đang nổ súng tăng tăng mỗi cuối tuần kể từ đầu mùa giải. Khác với Thomas Tuchel, thầy Kompany lại ưa thích dùng cặp cánh chuyên bám biên Coman và Sané, trong khi Musiala đá số 10. Hành quân đến nước Đức thì PSG cũng mang sang những con người rất đáng chú ý, đó là Bradley Barcola trên hàng công. Sao mai trẻ hiện đang là vua pha lưới của Ligue 1 với phong độ rất cháy ở đầu mùa giải. Người đã cặp vùng với Barcola đó là Ousmane Dembele, cỗ máy dê bóng của Ligue 1. Kể từ thất bại 1-4 choáng váng trước Barcelona, Bayern Munich đã thắng 4 trận liền trên một đấu trường để đưa mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có. Tinh thần hừng hực lại thắp lên ở Allianz Arena, cất lên khúc tráng ca hòa vào âm thanh rực lửa của chảo lửa. PSG nhìn thấy cảnh này sao mà không khỏi ngợp. Pha súng đầu tiên đã được đội chủ nhà gửi đến những vị khách. Từ pha bấm bóng tinh tế của Joshua Kimmich, Musiala tung cú sút cực căng trong vòng cấm, buộc thủ thành Matvei Sovanov cản phá xuất sắc. Chỉ sau đó ít phút, khung thành của PSG lại bị đặt vào báo động đỏ. Lần này là cú ra chân rất nhanh của Leroy Sané và vẫn là Safanov cứu thua xuất thần cho đội khách. 15 phút đầu tiên, người ta chỉ thấy bóng lăn bên phần sân của gã nhà giàu nước Pháp. Biển người màu đỏ hát vang trên khán đài, biến không khí trở nên sôi sục ngay từ những phút đầu. Trong khi ở dưới sân, sự chủ động của cặp đôi Kimmich và Goretzka ở trung tuyến cho phép Bayern Munich nắm thế áp đảo. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Luis Enrique mang đến nước Đức một đội hình 4-4-2 hẹp với hai tiền vệ cánh thực chất là hai tiền vệ trung tâm Fabian Ruiz và Gerard Emery. Cả bốn tiền vệ được sử dụng đều cung cấp sự mềm mại, lối chơi đầu óc, phong cách rất được ưa thích bởi Luis Enrique. Tuy nhiên, không phải cứ toàn nghệ sĩ là hay, chính điều này lại khiến đội hình của PSG bị mất sự cân bằng so với hàng tiền vệ hài hòa giữa thơ và thép của Bayern Munich. Những Vitinha, João Neves rất tiềm năng, nhưng họ chắc chắn không phải Iniesta, Xavi hay Busquets năm nào để chơi thứ bóng đá ao trình. Khối đội hình hẹp của đội khách mở toang khoảng trống ở hai biên, nơi mà cặp Coman và Sané có rất nhiều tình huống vào tư thế 1-1 với cặp Hakimi và Mendes. Enrique có vẻ rất tự tin vào bộ đôi cánh của mình, những người cũng là những con ma tốc độ để đối đầu với đôi cánh F1 của Bayern Munich. Trong một tình huống điển hình như vậy, Kingsley Coman xuất phát từ biên, lần lượt vượt mặt Hakimi rồi hai cầu thủ khác. Nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi ra ngoài giữa cái ôm đầu tiếc nuối của cổ động viên Bayern Munich. Phải mất nửa giờ đồng hồ thi đấu, PSG mới bắt nhịp và dần đáp trả lại đội chủ nhà với những cơ hội nguy hiểm. Thể hiện vai trò là anh cả trên hàng công, Dembele đã buộc Manuel Neuer phải trổ tài ở phút 32. Đối mặt với Kim Min-jae, chiến thần người Pháp sử dụng kỹ thuật đảo chân giả sút thương hiệu trước khi loại bỏ trung vệ Hàn Quốc để tung ra cú sút hiểm hóc. Nhưng trong khung thành thì Manuel Neuer vẫn rất xuất thần để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Cơ hội hiếm hoi trong hiệp 1 trôi qua trước mũi giày của Dembele và chỉ đúng 6 phút sau, PSG đã phải trả giá. Người đã chơi rất tốt kể từ đầu trận đó là thủ thành Safanov lại bất ngờ mắc sai lầm. Từ pha đá phạt góc của Joshua Kimmich, người gác đền của PSG đấm bóng không dứt khoát, trao món quà từ trên trời rơi xuống cho Kim Min-jae. Không phải khách sáo, thư ký Kim dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu 1-0 cho Bayern Munich vào đúng phút 36, khoảnh khắc mà người ta đã đoán trước được nếu nhìn vào những diễn biến một chiều ở trên sân. Sau bàn thắng thì đội chủ nhà vẫn nắm giữ quyền kiểm soát trận đấu. Trận này thì Harry Kane có ít spotlight nhưng vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ở vị trí mũi nhọn thì chân sút người Anh thể hiện khả năng làm tường xuất sắc và hút người để mở ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh. Trước khi hiệp 1 khép lại, Coman được đặt vào cơ hội thứ 3 kể từ đầu trận. Xuất phát từ pha chuyền dài vượt tuyến quá đẳng cấp của Manuel Neuer,
Chưa chạy cánh người Pháp bắt tốc độ vượt mặt Hakimi để đối mặt với thủ thành PSG. Nhưng vẫn là căn bệnh quen thuộc của Coman, có thừa tốc độ, thừa sự lắt léo, cái quan trọng nhất là dứt điểm thì lại thiếu. Paris Saint-Germain hiểu rằng nếu kết quả này được giữ nguyên, họ sẽ rớt xuống vị trí thứ 25 trên bảng xếp hạng cùng với trận thua thứ 3, nằm ngoài nhóm được lọt vào vòng knock-out. Không còn cách nào khác, thầy trò Enrique buộc phải vùng lên trong hiệp 2. Tiếng còi khai cuộc 45 phút còn lại vang lên với quyết tâm rất cao của đội khách. PSG cố gắng dồn ép với hai hàng tiền vệ bốn nghệ sĩ, nhưng cái thiếu của họ là độ sắc sảo để ghi bàn. Cặp Dembele và Bakula như lọt thỏm giữa sự kèm cặp của hai gã hộ Pháp Kim Min-jae và Upamecano. Trong khi đó, mối liên kết giữa bốn tiền vệ phía sau cũng là một dấu hỏi. Đặc biệt là vị trí của Fabian Ruiz, người ta để ý thấy anh này chơi rất bình thường và không có gì nổi bật ở PSG. Điều đó khác hẳn hoàn toàn với hình ảnh thăng hoa tại Euro 2024. Mùa hè nước Đức chứng kiến một Ruiz chơi bóng cứ như thể là Zidane. Tuy nhiên, khi trở về câu lạc bộ, câu chuyện lại vô cùng khác. Khi các cầu thủ PSG vẫn đang miệt mài nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, một nhân tố báo thủ lại xuất hiện. Có bất ngờ không nếu cái tên đó là Ousmane Dembele? Ngôi sao người Pháp phạm lỗi với Alphonso Davies, trọng tài đã không cắt còi để Ben được hưởng lợi thế phản công. Tuy nhiên, Dembele vẫn vung tay phản ứng, với cái kết là ăn váng đậu lần hai. Sau tấm thẻ vàng đầu tiên trong hiệp 1, nụ cười nhạt của Dembele chính thức khiến Paris Saint-Germain chỉ còn chơi với 10 người. Khó càng thêm khó, đến nỗi Enrique cũng chỉ biết lắc đầu bên ngoài đường pitch. Kể từ ngày Mbappe ra đi, PSG mất đi một lượng fan và một sự chú ý rất lớn. Tuy nhiên, có một điều không đổi, họ vẫn là con ngáo ộp trong nước và vẫn là con nai tơ khi bước ra châu lục. Diễn biến ngặt nghèo tại Allianz Arena buộc Enrique phải đưa ra những sự thay đổi. Cặp đôi đã chơi thất vọng kể từ đầu trận, đó là Bakula và Zaire Emery được rút khỏi sân. Lee Kang-in và Gonçalo Ramos xung trận. Và rõ ràng, mất đi một người trong bối cảnh đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ khiến PSG gặp vô vàn khó khăn. Phía sau lưng thì các ngôi sao của Bayern Munich vẫn khai thác mọi thời cơ để dứt điểm trận đấu. Phút 74, bàn thắng nhân đôi cách biệt tưởng chừng đã đến. Từ cú ra chân quyết đoán của Musiala ngay rìa vòng cấm, bóng đập cột dọc sau khi đã vượt qua khỏi tầm với của Savonov. Quá đáng tiếc cho Bayern Munich. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn với PSG. Họ rất muốn tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng lại lo lắng để lộ khoảng trống ở phía sau. Vậy là khi trận đấu trôi về cuối, khung cảnh giờ khóc giờ cười đã đến. Đội đáng ra cần bàn thắng thì lại oan mình phòng ngự, trong khi đội đã nắm được 3 điểm trong tay, vẫn bắn phá khung thành của đối phương. Tiếng còi mãn cuộc chính thức vang lên với chiến thắng nhẹ nhàng tình cảm cho Bayern Munich, giúp họ tạm thời vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Còn với trận thua này, PSG đã tụt xuống hạng 25, biến Champions League lại trở thành cơn ác mộng xa vời. Ngay cả có Messi, Neymar và Mbappe, họ cũng bị chính Bayern Munich loại ngay ở vòng 1/8. Vấn đề của PSG cho đến bây giờ vẫn vậy, không nằm ở cầu thủ, mà đơn giản họ không có bóng dáng của một ông kẻ thực thụ.